Ơ, à, sao nó lại là cái cửa sổ bé tí thế này nhỉ? What the fuck? Enter mất nhá. Không được các bạn ơi, chắc vào là chỉnh sau vậy. Đây rồi. Press any key. À, mình sẽ vào phần option trước nhá. Mình chỉnh cái màn hình nó to lên tí nữa. Display. Không phải thằng này. Back. Graphic setting. Đây rồi. Resolution. Chỉnh một phát lại phải đồng ý một phát này á. Được rồi, hiện tại thì mình đang để chế độ cửa sổ nhá. Còn các bạn nào thích thì các bạn có thể lên cái phần full screen này, này. Các bạn chỉnh sang on là nó tự động full màn hình. Đúng rồi. Nhưng mình sẽ để cái chế độ cửa sổ thôi. Thấp nhất đấy nhá. Test to ray, cái này mình sẽ để 2 nhá. Ở đây thì mình sẽ đẩy nó lên là 2 nhá. Charter cái này không chỉnh được rồi. Sau đó thì apply. Mình sẽ chơi ở chế độ đó là cái cấu hình đồ họa cao nhất. Sau đó chúng ta apply phát nữa. Đó là phần graphic. Đúng không nào? Xem nào, còn cái gì nhỉ? Quay lại display phát. Semi auto, L3, subtitle. Frame skip. Bên này thì để mặc định đã được nhá. Controller IP1 controller button setting. Cái này là chơi hai người trên một máy được à? Mình không biết vụ này đấy. Các nút sử dụng trong game nha các bạn. Thế còn cái IP thì sao? À đúng rồi, hai người chơi trên một bàn phím được này. Thế thì như thế nào nhỉ? Nó chia đôi màn hình nhỉ? Hay sao? Cái này khó hiểu nha, đã lỡ vào biết. Media. Cái này là âm thanh à? Ngôn ngữ các bạn có thể chọn tiếng Nhật hoặc là tiếng Anh nha các bạn. Voice. Camera. Hả? Hai người chơi trên một máy được thật đấy. Và chia đôi màn hình ra thì phải. Khi mà có điều chỉnh hai cái camera khác nhau. Cái gì đấy? Hệ thống Hero à? Nhiều thế. Chỉ số kìa. Ui, phức tạp nha. Save and load thì mình đã chơi được mà save. Canon mod, Legend mod, Conquest mod, Story mod. Ui, nhiều chế độ chơi vậy. Tại vì cái bản này là bản Definitive Edition, cho nên là nó có tất cả cái gọi là DLC hoặc là cái... Nói chung là cái bản mà có tất cả luôn, không thiếu một cái gì hết của Dynasty Warriors 7 nha các bạn. Cho nên nó có khá là nhiều chế độ chơi. Và mình thì sẽ trung thành với cả cái phần Story mod nha. Cái gì đó đấy? What the fuck? Ui. Ui, còn chế độ nữa cả. Nightmare Hard, Beginner. Thôi thì cứ chọn chế độ Nightmare nhỉ, chọn chế độ khó nhất đi. The fuck? Hai anh em các bạn à. Hai anh em đang làm gì đây? Tạm biệt hai anh em nhá, skip phát. Và chúng ta like đây. Và cái đám bậu sậu xung quanh chúng ta like đây. O I I này B U I H H là quay. Ôi. À đúng rồi, cái này chơi theo kiểu giả lập nhá các bạn. Chúng ta không dùng mũi chuột đâu nhá. Chán thế nhỉ. Sao mình ghét mấy loại game như thế này thế không biết. Sao bọn này nó cứ bâu xung quanh mình không đánh phát nào hết à? Ôi nó nhàm chán vãi cả trưởng luôn đấy. Biết thế này thế à? Ê? Ê? Cái này chém hai phát tao tự động nhảy vắt. Bựa được. Cái này chém hai phát đấy, nhảy vắt. Mày ấn gì nhỉ? Gì là chém kiểu này à? Nó rất là xuống con ngựa nhỉ? NMM đấy. Mày ấn R để reset camera nhá. Ấn cái gì vậy? What? Ấy? What? Hook fat 91 father.
Không phát cho mọi người các bạn ạ. Đấy. Chiều đấy là cùi bắp. À, reset camera. Mày. Ừ, quăng búa ấy được ấy nhỉ. Sao rồi? Tao gõ mày đấy, mày không gõ lại tao à? Game này nhìn NPC nó không đánh lại chúng ta các bạn ạ. À? Thế nào nhỉ? Hay tại mình chọn chế độ khó nó vậy? Trời ơi má trưởng. Còn cái gì không nhỉ? Chỉ có hai chiêu chém này thôi. Ấn nút gì để nhảy nhỉ? À, ấn nút M để nhảy nhá các bạn. À, quăng búa nào nhỉ? Ấn quên rồi. À đây. Cái này nó đổi vũ khí à? Và khi đổi vũ khí chúng ta sẽ có những hiệu ứng rất là tuyệt. Hay đi chém làm quái nhỉ? Có cái diều á? Là được cái diều à? Hả? À? Attack speed nhân 2 á? Ra cái đấy chỉ là hiệu ứng rồi. Cái này nó đánh lan à? Ô, tướng Han Jong á, vừa gõ phát chết luôn rồi. Skill rồi á? Cái gì á? Mình vừa ấn cái gì nhỉ? Ấn K hay ấn L ấy nhỉ? Ui, cái game này khó chịu ghê. Sao con này lại đơ hết rồi? Hả? Cái pin defeat á? Thắng rồi á? À, cái thằng tướng lúc đấy là cái nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến đấy à? Ui, cái game gì mà nhàm chán vậy? Chơi mình chả thấy cảm xúc gì cả. Speak to the person. So them. What the? What is it, father? Con gái chúng ta à? Cái gì đây? Ui, bản đồ nhìn to đấy nhỉ. Mày. Rồi, chém phát hết. Đúng kiểu game chỉ game chặt chém các. Chỉ chặt và chém thôi. Còn lại chả có cái gì hết. Quả game chối rồi. Cái chiêu L các bạn ạ. Sổ chém lửa. Mày. Ô, có lo, có bình rượu kìa. Cái chiêu. Được phát thì chém không khí. Buồn đấy nhỉ. Đây là có tướng của đối phương này. Mày đứng đây. Mày ngon mày đứng đây. Chết mất ngáp. Mày. Ui, game này công nhận phải nói là nó Sida mà nó nhàm chán vãi cả trưởng luôn. Thế mà cái thời gian trước ấy, sau khi mình giới thiệu xong Dynasty Warriors 9 ấy, có một đống bạn PM mình kêu giới thiệu cái game này. Quả game này chơi nó không hiểu cái nhóm đối tượng mà cái nhà sản xuất game họ sản xuất game này là họ nhắm vào đến đối tượng nào nữa. Nó nhàm chán vãi các trưởng luôn á. Này NPC thậm chí nó còn chả thèm đánh lại mình nữa. Chỉ là cái đông thôi. Và đông cũng chả có tác dụng gì. Thậm chí mà nó còn chả đánh nhau luôn cơ. Mắc cả lúa thật. Con game Sida phải nói là có tầm luôn. Này các bạn nhìn này. Cứ khoảng 3-40 thằng vây lấy một thằng xong cứ đứng nhìn nhau thôi. Đấy, cứ khè nhau thôi. Đúng kiểu anh hùng bàn phím Việt Nam thôi. Chạm nhau ngoài đời thật. Mãi cả trường thật. Ui, thôi vậy nhá.
nó là một phần gameplay phải nói là vô cùng sida của tựa game Dynasty Warriors 7. Chúc các bạn đón được thành công và chơi vui vẻ. Và là các bạn những cái video tiếp theo của mình, các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Bây giờ thì tạm biệt mọi người.